Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Một lần nữa đã lại quay lại với Phạm Thức Audio trong video của ngày hôm nay. Video của ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu được quý vị và một vài cái lọc xì. Và trong một vài cái lọc xì này thì có con lọc xì Victoria 70 mà em đã nhận đơn đặt hàng của anh Thắng, anh ở Phú Xuyên, Hà Nội, và anh đã đặt cọc trước cho bên em là 500.000. Và đây là chiếc lọc xì em sẽ test cho anh. Ngoài ra thì cũng xin phép được báo cáo với quý vị các bạn là lọc xì Victoria 70 thì bên em đã hàng đã về, an tọa được thêm 5-6 con, bán một con rồi vẫn còn 5-6 con nữa. Và ngoài ra Victoria G7 bên em cũng đang có hàng nhé, và có 2 chiếc. Đây là một trong số những dòng lọc xì khủng và hay nhất của hãng Victor. Nó chỉ sau mỗi con Victoria 80 về cái ngoại hình, bởi vì Victoria 80 thì nó có cái đèn rất đẹp đấy. Còn những bọn này thì thường thường là nó không có đèn, cần gạt của nó đều sử dụng toàn bộ cần gạt bi hết. À, hàng nguyên bản chất bãi về rất đẹp luôn. Đây, ruột gan của máy đây, vừa tháo ra, vừa tháo để ra để tiếp tục vệ sinh nốt hai con lọc này. À, hai con. Đấy, anh em nào có nhu cầu của Victoria 70 thì liên hệ đến với em sẽ gửi hình hai con này cho các bác cùng xem nhé. Sau khi các bác chốt xong thì các bác yêu cầu muốn được test video test như thế này chẳng hạn thì bên em sẽ làm. Đương nhiên là về cái vấn đề chạy thì bên em đã phải đảm bảo tới quý vị các bạn là sản phẩm đến tay quý vị bạn là phải chạy và còn phải bảo hành cho anh em ít nhất là 1 tháng rồi. Còn cái việc mà anh em mình quan trọng nhất là khi anh em mình chốt hàng là em sẽ gửi cho anh em số series, hình thức của máy. Anh em xem ok chốt và nhận theo số series của máy. Còn đây, đây là chiếc Victoria 70. Độ đẹp của nó thì phải nói là tuyệt đối. Không có một vết vẩy, vết xước nào. Đi kèm với nó bên dưới em đang ghép với chiếc Omni Pioneer 7800 trơn, nguồn vàng. Có hai cái đồng hồ vu ở giữa. Cùng thiết kế khổ 42 và chiều cao của nó là 13,8, chiều sâu của nó là 34cm. Victoria 70 được thiết kế với sử dụng đĩa sắc xi đế vàng. Nguồn sử dụng điện là nguồn 100V, có cầu chì và có phần kích âm thanh. Mặc dù không có nút volume to nhỏ nhưng con lọc xì Victoria 70 khi chất âm đi qua con lọc này cho ra chất âm mạnh mẽ, sắc sảo, bát tép rõ ràng, rành mạch hơn, chi tiết hơn rất nhiều. Con này có le nha anh em nhé, đây có le này. Dòng Victoria 70 có le nên là nó sẽ đảm bảo về cái chế độ chết hai con đèn đệm suất này là hy hữu. Đấy. Mặc dù nó đang chạy vào đây nhưng mà em đảm bảo với quý vị bạn để chết được hai con này rất khó. Trong khi đó những con khác cái loại rẻ tiền ấy thì cái việc mà không có le thì hai con này nó sẽ rất dễ bị chết, bởi vì hai con này là hai con kích của cái âm thanh cả của cái máy này to lên một phần. Đây, em xin phép được quay lại chi tiết hơn góc cạnh của cái chiếc lọc này cho anh ấy xem. Với thiết kế 12 giải tần một vế, cần gạt là cần gạt bi, đầu cần là mạ inox, cần gạt rất trơn tru. Đây là nút qua quai và không qua quai này, ấn vào như này là không có quai, nhả như này là có quai. Các cái đường tín hiệu của nó đây. Đây là cổng rec lai ra này, giảm bớt 6%, có nghĩa là chỉ ăn một nửa tín hiệu của cần gạt chỉnh là nút này. Dòng này nó có hiệu ứng đánh ngược. Đấy, khi mình bấm vô đây thì nó sẽ đánh ngược tiếng lại so với cần gạt. Và đây, đây là độ đẹp phần hậu sau của sản phẩm. Tín hiệu đường vào chính là cổng in ở ngoài, cổng ớt là chính hiệu tín là cổng ra xuống âm ly. Ngoài ra nó có cổng rec 1 và rec 2 là cho cũng cho ra tín hiệu ra, còn play là tín hiệu vào 1 và vào 2. Con này sử dụng điện 100V và công suất của nó là 21W. Số series của nó là 3441. Hàng made in Japan. Máy sáng choang luôn. Sáng choang, sắc xi đế vàng.
không một chút gợn. Linh kiện bao zin cho anh em tuyệt đối bên trong phần chậm bên trong chuột ga. Còn đây là nắp của sản phẩm. Chọn riêng cho con bác một cái nắp đẹp. Không chê được điểm gì. Âm ly on âm ly Pioneer 7800 này bên em đang bán là với giá là 7,6 triệu. Là giá này là giá nguồn vàng anh em nhé, còn nguồn đen thì giá chỉ có 6,8 triệu thôi. Và em đang ghép cùng với cặp loa Onkyo D77X. Cặp loa Onkyo D77X này thì bên em đang bán với giá là 10,2 triệu. Với cấu tạo là một bát 31 cm, một chung 12 và một tép đôm. Nghe nhạc và hát karaoke dạ khá tốt luôn. Rồi cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Anh em nào có nhu cầu chốt hạ chiếc lọc xì Victor CA70 thì liên hệ trực tiếp qua bên em. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.